Có. À, tại sao? Tại sao? Tại Thì bình sao? thường À. nó nên, nếu mà các app thì nó liên quan đến nhịp tim của mình ấy, liên quan đến cái người gì nhỉ, tuần hoàn máu À, đúng rồi. Huyết áp. Huyết áp à. là áp lực của dòng máu tác động vào thành mạch máu, và nó thể hiện cho chúng ta thấy là nhịp tim của chúng ta như thế nào. Nhịp tim là nó có hai chuyện đối với tim mạch đó, là khi một lần trái tim nó co bóp đó, nó sẽ đi được bao nhiêu máu ra bên ngoài và nó bóp bao nhiêu lần một phút đó, thì hai cái yếu tố đó nó tạo thành huyết áp. Thì có thể thấy được là lực căng của thành mạch là bao nhiêu và lượng máu đi qua cái mạch máu là bao nhiêu. Thì như các bạn cũng thấy, nếu chúng ta đến bất kỳ một bệnh viện nào mà khám, người ta không cần biết là chúng ta khám cái gì, hầu hết đều đo huyết áp trước, hầu hết đều có sẽ đo huyết áp trước. Thì mức huyết áp an toàn mà khuyến nghị á, là 120-80, đây chỗ này 120-80 hoặc là 135-85. Đối với người trẻ thì huyết áp có thể cao hơn một xíu, ví dụ người trẻ có thể là 145-95, nó trên nhau khoảng 5 đơn vị thôi. À, tại sao đây 120? 120-80 đó là cái mức gọi là tối ưu, gọi là mức lý tưởng á. Còn mức trần của huyết áp của mình là khoảng 140-90. 140-90 là mức tối đa. Nếu trên ngưỡng này thì sẽ là huyết áp cao, được không? Trên ngưỡng này thì huyết áp cao, mà dưới của cái phần 90 này nè, 90 là cái hệ số phía sau nè, là huyết áp thấp. Không, dưới 120 là huyết áp thấp. Rồi, vậy huyết áp cao và huyết áp thấp ảnh hưởng gì? Tại sao lại phải đo liên tục khi mà chúng ta bước vào bệnh viện, chúng ta khám bệnh thì hầu hết đều được đo huyết áp? Bởi vì trong y học người ta gọi huyết áp là gọi là kẻ sát nhân thầm lặng, tức là không có triệu chứng gì hết, mà một khi đã có triệu chứng thì nó rất là đã đi vào giai đoạn khá nặng thì nó mới thể hiện được triệu chứng. Thì đó là lý do tại sao chúng ta thường sẽ được đo huyết áp trong bất kể việc chúng ta khám về bệnh lý gì hết, thì cũng sẽ được đo huyết áp trước để người ta kiểm tra nó thường xuyên càng tốt, để kiểm tra coi nó như thế nào. Vậy nếu mà huyết áp cao thì nguy cơ dẫn đến cái gì? Sẽ dẫn đến những cái như là đột quỵ, bị tai biến. Vậy và cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị huyết áp? Thì hiện nay á, nguyên nhân mà gây huyết áp cao á, nó không được xác định rõ vì có nhiều nguyên nhân, và người ta cũng xác định là không có lý do cụ thể, không có lý do cụ thể để biết là tại sao bị tăng huyết áp, mà nó dựa vào nhiều thứ như là sức khỏe người đó, thói quen sống, rồi độ tuổi, sinh hoạt, rồi tập luyện gì đó, mọi thứ đều có thể dẫn đến chuyện có cao huyết áp hay không, kể cả việc ăn uống của họ, ăn uống đồ ngọt đồ mặn nhiều hay sao đó đều có ảnh hưởng đến. Rồi thì bên cạnh đó, đối với người cao huyết áp bao gồm những cái gì đây, sẽ dễ xảy ra đến đối với những đối tượng nào? Ở đây người ta nói là đối với những người hay hút thuốc, rồi chế độ ăn có chất béo cao, mà ở đây nhấn mạnh là đặc biệt là chất béo bão hòa. Chất béo bão hòa là chất béo đến từ động vật, chất béo đến từ động vật là chất béo bão hòa. Đặc điểm là ở nhiệt độ không thông thường, nhiệt độ phòng nó sẽ đông cứng, nó sẽ không giữ ở dạng chất lỏng, thì đó là chất béo bão hòa. Rồi hoặc là bị thừa cân quá nhiều, thừa cân nhiều cũng dễ dẫn đến chuyện bị tăng huyết áp. Vậy rồi tăng huyết áp nó sẽ ảnh hưởng gì? Đây hồi nãy mình cũng có nói là bị đột quỵ nè, stroke là đột quỵ. Các bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về tim mạch hoặc là khả năng bị kiểu động mạch vành, kiểu tim hoạt động bị không hiệu quả, heart failure, và bị thận, có thể khả năng bị tăng khả năng bệnh thận.
Bên cạnh đó còn một cái nữa cũng quan trọng không kém, đó là huyết áp thấp. Vậy theo mọi người, huyết khi huyết áp thấp thì nó sẽ như thế nào và tại sao nó nguy hiểm? Máu bơm lên không nhiều á hay sao? Huyết áp thấp là khi máu bơm không đều thì sẽ làm cho như không những cái cơ quan của mình không có đủ máu, không có được oxy và cũng không có đưa CO2 ra. Đúng rồi. Dẫn tới dễ bị stroke. Đúng rồi. Nó không phải dẫn đến stroke mà nó dẫn đến chết não. Mà các bạn cũng biết não là hệ thần kinh trung ương. Khi huyết áp thấp xuống á, tức là mình sẽ không đưa đủ máu, thì trong máu có gì? Có oxy, có chất dinh dưỡng và giúp cho trao đổi chất tuần hoàn. Nếu bây giờ bị huyết áp thấp mà nó xuống ngưỡng mức an toàn á, thì sẽ dẫn đến não mình thiếu oxy. Mà não mình thiếu oxy trong khoảng một thời gian nhất định nó sẽ bị chết não. Mà phần não chết rồi nó sẽ không phục hồi được, dẫn đến có khả năng bị liệt, khả năng bị cũng dạng như đột quỵ, rồi cũng bị kiểu sống thực vật chẳng hạn, là do những cái chức năng cơ thể. Thứ hai nữa là những cái cơ quan khác cũng vậy, nội tạng, các thứ, nó cũng sẽ hoạt động chậm lại tại vì thiếu oxy. Đó. Đó là vai trò của máu và hệ tim mạch tuần hoàn. Vậy dựa trên đặc tính của cái bệnh lý nền như vậy, cái bệnh lý như vậy á, thì mọi người thử hình dung coi nếu chúng ta training cho đối tượng khách hàng này thì chúng ta nên để ý cái gì và làm cách nào để cải thiện nó. Thịnh, theo em như thế nào? Hello. Với đặc tính của bệnh lý như thế này thì chúng ta nghĩ sẽ tiếp cận khách hàng này và để phải chú ý những điểm như thế nào? Dũng có ý kiến gì không? Đối với những khách hàng thì nên chú ý đến cái vấn đề thể lực của họ. Thể lực ở đây là cardio đúng không? Khả năng tim mạch. Ok. Rồi. Hiện tại đó thì phương pháp mà phổ biến nhất để cải thiện vấn đề cao tăng huyết áp đó, là sẽ dùng thuốc. Phải dùng thuốc. Đây, thuốc hạ huyết áp xuống. Anti-hypertension. Nhưng ở đây có một cái điểm giống như là bị tiểu đường á. Bị tiểu đường mà lại dễ bị tụt đường huyết. Hay nhớ lại cái đó. Bị tiểu đường nhưng lại dễ bị tụt đường huyết. Thì tương tự, cái người bị cao huyết áp cũng sẽ có khả năng bị tụt huyết áp. Tại vì sao? Tại vì họ sử dụng thuốc giảm huyết áp. Và khi họ tập luyện kiểu hệ tim mạch họ cải thiện dần dần đó, nó sẽ tạo cái nhu cầu cơ thể tăng lên. Và lúc này cái lượng, có thể gọi là cái lượng thuốc dùng cho hạ huyết áp đó, nó lại thành bị quá liều. Nó thành quá liều. Nên lúc này phải cẩn trọng đối tượng khách hàng bị tụt huyết áp. Vì tụt huyết áp nó cũng nguy hiểm không kém so với tăng huyết áp. Và đối với đối tượng này, chúng ta cần tránh những cái động tác. Ở dưới đây sẽ có nói là tránh những động tác về tư thế nằm. Bởi vì sao? Bởi vì khi nằm á, hoặc là tư thế mà gập bụng mà đầu thấp hơn chân chẳng hạn, thì sẽ bị dồn máu ngược lên trên, kiểu thành mạch máu. Thì dễ nguy cơ vỡ mạch máu não chẳng hạn như vậy. Và bên cạnh đó, về yếu tố mà tăng huyết áp, một phần cũng là do lão hóa nữa. Khi chúng ta bị lão hóa, bị lớn tuổi rồi, già rồi, thì cái độ co bóp, cái độ đàn hồi của thành mạch máu dần nó cũng mất đi. Nó không còn co bóp tốt được nữa. Bên cạnh cái việc mà lifestyle, phong cách sống chúng ta nó có lành mạnh hay không, thì cái việc lão hóa nó cũng là một phần. Nó làm cho những cái thành mạch đó bị sơ cứng. Nó sơ cứng nên cái khả năng di chuyển của nó, khả năng co bóp nó yếu đi, thành ra cái khả năng di chuyển của dòng máu trong cái thành mạch đó, nó cũng bị giảm dần hoặc là nó bị đè nén lại. Bởi vì khi mà thành mạch không co bóp được tốt nữa thì quả tim chúng ta nó hiểu là cái chuyện là máu đang đi chậm, thì lúc này nó phải tăng nhịp tim số lần đi ra, tăng nhịp tim lên để cho lượng máu đi ra nhiều hơn, dẫn đến về lâu dài sẽ dẫn đến chuyện cao huyết áp, tăng huyết áp hơn. Rồi về lối sống thì nó sẽ gây ra kiểu
làm những mảng sơ vữa do chất béo rồi do canxi dư tồn động hoặc là do máu bị đông ở trên cái thành mạch của mình, nhất là thành động mạch đó, thì cũng sẽ dẫn đến cái việc bị tăng huyết áp. Rồi đây, ở đây mình tô đậm để khắc phục cải thiện vấn đề cao huyết áp. Thì mặc dù bên cạnh việc sử dụng thuốc thì chúng ta phải nên thay đổi thói quen sống, tức là bỏ thuốc, hạn chế rượu bia, ăn những cái thực phẩm nó lành mạnh, rồi hoạt động thể chất, rồi để xem đó, đó là hầu hết những cái lifestyle mình cần bỏ. À, bên cạnh đó, giống như nhất là người Việt Nam mình á, hay ăn những cái món như là ăn mắm, ăn khô, nhất là mấy người lớn, hồi lớn hồi xưa người ta thích ăn những món đó, nhưng mà ăn cái đó về lâu dài nó cũng dẫn đến tăng huyết áp, nên phải hạn chế những cái đồ quá mặn, giảm lượng muối đi. Ngược lại, nếu như người có tiền sử bị huyết áp thấp á, thì lại được khuyên là nên ăn muối để nó tăng dần huyết áp lên, tránh bị tụt huyết áp. Rồi, ở đây để xem, tập luyện có những phản hồi tích cực về sinh lý cũng như về thể chất khi có vấn đề về huyết áp. Low, moderate, intense. Rồi, tập luyện cho đối tượng này thì nên, như chúng ta cũng biết thì họ dễ bị tăng huyết áp, nên chúng ta sẽ áp dụng các loại hình tập luyện vừa phải, nhẹ đến vừa chứ không có quá nặng, intense không quá cao. Thì ở đây từ low đến moderate đến intense, low đến moderate intense. Gì nữa? Low, moderate, intense cũng có khả năng giảm được huyết áp so với hoạt động cường độ cao. Đối với người lớn tuổi hoặc là người béo phì thì không hoạt động thể chất với cường độ cao, đặc biệt là cardio, không thực hiện được cường độ cao. Rồi, mục tiêu chính khi mà áp dụng cho những người này, và thường á, cao huyết áp nó không đi mình, nó đi kèm nhiều thứ. Ví dụ cao huyết áp sẽ đi kèm với tiểu đường, cao huyết áp sẽ đi kèm với béo phì, sẽ đi kèm với bệnh tim mạch. Nên tụ chung lại là cái đối tượng này phải quản lý được cái chuyện họ tập luyện, chuyện ăn uống cho nó lành mạnh và giảm cân, phải giảm cân. Mà như các bạn biết, đã có bệnh nền, đặc biệt là mấy người lớn tuổi thì họ lại kiểu đau nhức, kiểu mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, nên rất là khó để bắt đầu cái quá trình tập luyện. Nên chúng ta, nếu mà training cho những đối tượng này, thì nên gọi là khích lệ, khuyến khích họ nhiều để động viên, để họ kiểu có động lực để tập. Giống như là mình phải giải thích cho họ biết là nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, và khi tập nó sẽ cải thiện được những gì cho họ. Rồi, chúng ta thường hay biết là hút thuốc thì nó sẽ không tốt, vậy các bạn biết tại sao nó lại không tốt hay không? Tại sao chúng ta phải tránh cái đó? Hư phổi. Mình... Tại sao hư phổi? Thì có những chất trong cái thuốc đó, nó bám vào trong phổi mình là mình không lấy ra được. Thuốc lá nó sẽ mang, gọi là nguyên nhân của rất là nhiều những cái bệnh lý. Từ đây trở xuống, những cái bệnh lý như cao huyết áp, rồi tim mạch, rồi những cái bệnh về viêm phổi này kia nọ, đều khuyến nghị là nên bỏ thuốc. Tất cả đều bỏ thuốc, hầu hết là nên bỏ thuốc để có một cái sức khỏe tốt hơn. Thì trong thuốc lá nó có những thứ cần quan tâm. Đầu tiên là nicotine, thì ai cũng biết nicotine là chất gây nghiện. Gây nghiện là sao? Tức là khi chúng ta sử dụng á, nó kích thích thần kinh tiết ra dopamine, cảm giác sướng, cảm giác có động lực, cảm giác được thích thú, phần thưởng. Nên nó khiến cho người ta muốn hút nữa, cũng giống như caffeine đó, hoặc là các loại chất kích thích khác. Nó làm cho người ta muốn có thêm nữa, và dần dà về sau nó sẽ bị lờn. Tại vì những cái receptor đó khi nhận nhiều dopamine quá, nó sẽ bắt đầu nó bị lờn.
thành ra để đáp ứng được cái sự gọi là thỏa mãn của cơ thể thì chúng ta phải hút nhiều hơn, hoặc chúng ta phải uống cà phê liều mạnh hơn đó, làm những cái thứ dùng chất kích thích nhiều hơn. Thì đó là về nicotine, làm cho người ta khó bỏ được cái thuốc lá. Thứ hai á, cái nicotine nó chỉ gây nghiện, chứ nó đối với sức khỏe thì nó cũng có tác hại, nhưng không bằng hai thằng sau đây, đó là CO, khí CO và khí NO2. CO và NO2, hai cái đó mới là cái khí độc chính mà nó làm tổn thương phổi. Và cái khí CO đó khi cộng với nicotine một phần đi vào dòng máu á, đi trong máu của mình nhiều á, do đi qua phổi hấp thu, tại vì mình hút là từ đường phổi đúng không? Nhưng các bạn cũng biết là phổi nó sẽ là nơi trao đổi oxy và CO2 giữa để từ ở không khí bên ngoài đi vào máu. Thì những cái khí CO đó sẽ từ phổi đi vào máu. Và đi khi đi vào máu nó sẽ làm tổn thương cái thành mạch máu. Mà khi tổn thương thành mạch máu rồi, nó sẽ dẫn đến chuyện giống như cái người lớn tuổi bị xơ cứng thành mạch. Hoặc là khi nó bị tổn thương rồi, từ cái chỗ tổn thương đó nó sẽ tích lũy mỡ và canxi. Nó dẫn đến cái gọi là những cái xơ vữa càng ngày càng lớn lên. Các bạn hiểu xơ vữa ở đây là những cái cơ quan, những cái mô của chúng ta không còn thực hiện được chức năng của nó nữa, mà nó bị cứng lại, không còn co giãn được nữa, thì gọi là xơ vữa. Đó, thì đó là lý do tại sao người ta kêu nên bỏ thuốc, không nên hút thuốc. Vậy nói đi. Mình thay bằng thuốc lá điện tử được không? Đó, mình định nói đến cái này. Vậy bây giờ thay hút thuốc lá bằng vape được hay không? Bằng thuốc lá điện tử. Câu trả lời là không. Câu trả lời là thuốc lá điện tử còn hại hơn ạ. Mình phải hiểu nó như thế nào. Thuốc lá điện tử á, nó là cái dạng có nicotine. Tại vì nó có nicotine, nhưng tại sao người ta gọi nó là tốt hơn so với thuốc, gọi là ít hại hơn chứ không phải là tốt hơn, gọi là ít độc hơn so với lại cái thằng thuốc lá mà mình phải đốt. Vì khi mình đốt nó bằng nhiệt, bằng hơi nước á, nó sẽ hạn chế được khí CO và khí NO2. Nên theo lý thuyết á, người ta cho rằng khi mình hút cái thuốc lá điện tử này và cái việc mình hút lá kia, nó đều gọi là tại sao chúng ta hút thuốc, tại vì chúng ta muốn kiểu thích thú, kiểu mình muốn minh mẫn hơn lúc mình hút thuốc, hoặc là mình hút để mình xả stress chẳng hạn, thì người ta cần cái cảm giác đó, nhưng không có nghĩa là người ta cần cái đống khí độc kia. Nên khi thuốc lá điện tử ra đời, nó giải quyết được vấn đề gì? Giải quyết được vấn đề là bỏ được cái đám khí độc kia. Tuy nhiên, nó vẫn còn nicotine. Và bên cạnh đó, để cho cái vape á, nó có cái sự hấp dẫn đối với người tiêu dùng á, thì họ vẫn phải bỏ hóa chất vào và bỏ mùi hương vào. Thành ra, khi đốt nó vẫn tạo nên những cái chất hóa học gần như tương tự là thuốc lá bình thường. Và người ta lấy lý thuyết thuốc lá điện tử tốt hơn so với thuốc lá thường bởi vì nó ít cái khí độc và họ vẫn thỏa mãn được. Và dần dần họ sẽ có thể bớt dần cái tần suất họ hút, hoặc là họ có thể hút bình thường mà nó vẫn ok, nó vẫn tốt cho gọi là ít gọi là cái mấy cái gọi là harmful, harmless đó, là những cái tổn hại cho cơ thể, sức khỏe. Tuy nhiên, cái đó là do cái người sản xuất nghĩ vậy. Nhưng thật ra cái vape đó, nó lại những người hút thuốc mà bị nghiện thuốc á, họ sẽ cảm thấy cái vape đó sẽ không ngon bằng cái thuốc lá kia, nên thành ra họ sẽ quay ngược lại họ hút thuốc lá kia. Thứ hai là cái vape đó mắc hơn so với thuốc lá bình thường, nên cũng sẽ kén người dùng hơn. Và một cái nữa là lợi bất cập hại, đó là cái việc ra đời của thuốc lá điện tử á, dẫn đến trào lưu cho giới trẻ tiếp cận thuốc lá cách dễ dàng hơn. Thay vì hồi trước á, mọi người đều được giáo dục, đều biết là thuốc lá có hại nên tránh, thì những đứa trẻ mà nó chưa biết á, nó sẽ tránh. Nhưng bây giờ nó sẽ được giới thiệu là mày hút cái này đi, thuốc lá điện tử này không có sao đâu, mày hút đi không sao hết trơn á, thì nó sẽ hút. Nhưng vấn đề là nó hút rồi nó sẽ nghiện nicotine. Nó nghiện nicotine đến lúc nó không thể đáp ứng được cái gọi là nicotine, như nãy mình nói là nó cần tăng dần cái liều lượng lên. Khi mà thuốc lá điện tử không gọi là thỏa mãn được cái liều lượng đó nữa, thì bắt đầu sẽ tiếp cận qua thuốc lá truyền thống.
thành ra lại lại bất cập hại, tức là đáng lẽ sản xuất ra cái đó để người ta giảm đi cái lượng hút thuốc mà thành ra lại tăng thêm một lứa trẻ đang chuyển dần từ không hút thuốc thành ra muốn hút thuốc. Đó, thì đó là vấn đề. Đó là lý do tại sao mình nên tránh thuốc lá. Bên cạnh đó thì trong thuốc lá có hơn 40 chất liên quan đến vấn đề về gây nên tế bào ung thư. Nên đó là nó được xếp thứ 5, một trong những cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Nó gây nhiều vấn đề tim mạch, về vấn đề huyết áp, về vấn đề hô hấp, về vấn đề ung thư, rất là nhiều thứ. Đó nên hầu hết đều sẽ có lời khuyên là bỏ hút thuốc. Tại sao? Chúng ta cũng biết là như là uống rượu bia cũng có hại, nhưng mà thuốc lá vẫn hại hơn. Nên trong này người ta thường sẽ ghi một câu là hạn chế rượu bia và bỏ hút thuốc. Chúng ta sẽ thường thấy như vậy. Rồi. Đây, ở đây, đó là chúng ta nói sơ về hút thuốc lá. Tại sao như vậy? Để các bạn có thêm thông tin để tư vấn khách hàng. Thật ra rất là khó khi mà bị nghiện một cái thứ gì đó. Tại vì bản thân mình cũng có khách hút thuốc, nhưng mà ông đã chịu bỏ từ thuốc lá bình thường qua thuốc lá điện tử. Nhưng bây giờ mình tiếp tục kêu ông bỏ thuốc lá điện tử thì rất là khó. Tại vì ông nói kiểu như theo quảng cáo, như marketing thì mọi thứ đã được quảng cáo nó có lợi hơn là có hại. Nên với lại thuốc lá điện tử hiện tại nó đang được xem là ít hại hơn cái thuốc lá truyền thống. Nhưng bởi vì nó mới ra đời, nó chưa có đủ những cái nghiên cứu mà đủ lâu, đủ rộng để chứng minh là nó có hại. Nên thành ra nó vẫn chưa đủ thuyết phục. Giống như ngày xưa, khi mà thuốc lá mới ra đời á, thì mọi người vẫn hút và cho rằng đó là sang, đó là gọi là modern thì mới hút để thể hiện đẳng cấp. Cho đến khoảng 100 năm thì lúc này nó mới thể hiện nó là nguyên nhân của rất là nhiều loại bệnh, thì lúc này người ta mới cấm. Vậy bây giờ mình không thể nào nói trước được cái gì là thuốc lá điện tử nó có giống hay không giống cái thuốc lá truyền thống hay không. Nhưng chúng ta vẫn nên tránh nó thì tốt hơn. Thà không biết thì cũng đừng nên đụng vô thì tốt hơn. Rồi. Cơ thể chúng ta về mức huyết áp sẽ phản hồi lại trước quá trình tập, trong và sau khi tập luyện. Nên cũng giống như đường huyết, chúng ta cũng nên thường xuyên kiểm tra mức độ huyết áp của mình và tránh các tư thế nằm sấp, nằm ngửa, tránh các tư thế nằm luôn, vì nó có dễ tăng nguy cơ tăng huyết áp, vì đặc biệt là những tư thế nằm mà cái đầu thấp hơn thân dưới. Rồi. Hyper quan trọng ở đây là cần lưu ý cả về vấn đề tụt huyết áp và vấn đề về tăng huyết áp, cả hai đều quan trọng, không có nào ít quan trọng hơn cả. Huyết áp ổn định mới là quan trọng nhất. Rồi, ở đây tập luyện static và active stretch sẽ được áp dụng một là cách dễ dàng nhất và an toàn nhất cho họ. Form row có thể chống chỉ định, bởi vì sao? Bởi vì một số động tác form row á, SMR á, chúng ta phải nằm làm ở tư thế nằm, nên ở đối với đối tượng này chúng ta có thể loại bỏ ra, có thể là chống chỉ định. Rồi, cardio tập luyện tim mạch giữ ở mức stay 1 thôi, ở mức độ nhẹ cho họ thôi. Và đặc biệt là khi mà muốn tăng tiến lên á, thì cần phải có tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng tiến. Rồi, circle style. Rồi, nên vậy chúng ta nên cho họ tập cái gì? Ở đây người ta khuyên lên cho tập circle training style nè, hoặc là peripheral. Peripheral này tức là một bài thân trên, một bài thân dưới, theo kiểu circle training. Một bài thân trên, thân dưới để làm gì? Để giúp cho máu đi đều thân dưới và thân trên. Ví dụ như khi chúng ta tập squat, những bài squat là nó đang gồng những cơ phía dưới, hoặc bài lunges chẳng hạn, dùng phần thân phía dưới thì máu lúc này sẽ được đẩy lên trên mạnh hơn so với những bài tập chỉ là thân trên. Đó, để làm cái gì? Để cái loại hình tập luyện một bài thân trên, bài thân dưới này để cho giúp cho máu được đi đều hết trong cơ thể, cho nó tốt hơn, nó điều hòa hơn. Rồi, ở đây đối với người cao huyết áp cần chú ý về cái kỹ thuật Vasava manual, không biết phát âm sao luôn. Đây là kỹ thuật hít thở giống như chúng ta racing core,
tương đối giống chúng ta freezing core. Để làm cái gì? Kỹ thuật này giúp chúng ta ví dụ như freezing core, mình hay nói là nó sẽ tập trung vào phần core, phần bụng, phần lưng dưới. Thì cái kỹ thuật hít thở Vasava này á, nó còn giúp chúng ta giữ được khí ở lồng ngực và lên tận đến kiểu nguyên cái cột sống chúng ta luôn. Và vì vậy nó giúp chúng ta kích hoạt, kiểu như nó sẽ giữ lại luôn cả lượng máu, giống như mình nén chặt hơi lại, giống như lượng máu lúc này có đi mà không có về á, thì nó sẽ cung cấp oxy nhiều hơn cho cái hệ thần kinh và để kích hoạt được nhiều hơn, dẫn đến chuyện tập được mạnh hơn, nhấc được mức tạ độ nặng hơn, hoặc là thực hiện động tác được nhiều rep hơn chẳng hạn như vậy. Và cái kỹ thuật này nó khác với freezing core ở chỗ là nó khi thực hiện á, chúng ta ém hơi ở cái cổ họng chứ chúng ta không ém hơi ở dưới cái phần kho, phần bụng, cơ hoành. Để mình mở thử cái hình và giải phẫu các bạn xem. Là nên đặc biệt chúng ta thường thấy đây, ở đây bình thường á, chúng ta chỉ freezing core là gồng cái hơi đây để giữ cái đốt sống dưới lưng. Nhưng khi chúng ta thực hiện kỹ thuật này, nó giữ cả ở hơi ở phần phổi và phần cơ hoành luôn, dẫn đến là chúng ta nén hơi được mạnh hơn và cái lực phát ra tốt hơn, lớn hơn. Tuy nhiên, như nãy mình nói là nó sẽ dồn máu lên não. Các bạn cứ thử tưởng tượng như là một cái chai nước, cái thân chúng ta như một chai nước ở đây. Thì khi chúng ta nén lực vào ở ngay phần thân giữa này, chuyện gì sẽ xảy ra? Nén lực vào ở phần giữa này thì có phải nước sẽ đẩy lên phần trên mà đẩy xuống phần dưới. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta áp lực vào cái phần thân của chúng ta, phần giữa, thì máu sẽ dồn lên não và máu sẽ dồn phía dưới. Đó là lý do một số cái môn thi đấu mà về sức mạnh á, chúng ta thấy họ deadlift hoặc họ squat xong họ bị chảy máu mũi là do áp lực máu dồn lên quá nhiều. Thì nó rất là nguy hiểm đối với những người mà có tiền sử bị huyết áp, dễ bị vỡ mạch máu não. Cái đó cần lưu ý. Nên đôi khi với người bị huyết áp á, tại vì họ không có nâng nặng, họ tập với cường độ nhẹ đến vừa, nên chúng ta chỉ có thể kiểu hướng dẫn họ cách gồng kho đơn giản thôi, chứ đừng để họ gắn quá sức trong quá trình kiểm soát cơ bụng. Khi mà đọc kiểm soát cái phần kỹ thuật hít thở Vasava này với raising core á, thì hầu như nó tương tự nhau, chỉ khác là cái này nó áp lực nhiều hơn thôi. Rồi, ở đây cũng có nhắc thêm một cái là overgrip, tức là nắm quá mạnh, giống như là họ sợ tập luyện hoặc là họ sợ với mức tạ nặng đi, họ bị stress về cái đó, họ đang kiểu gắng sức để họ thực hiện, họ gồng tay gồng chân nhiều quá cũng tăng áp lực, tại vì lúc này cơ thể chúng ta tăng nhịp tim, mọi thứ tăng lên để thực hiện cái chuyển động đó. Nên một lần nữa là giảm intent lại, đối tượng này không tập intent cao được, giảm lại ở mức nhẹ hoặc trung bình thôi. Rồi, lower intensity 50-85% capacity và tập luyện 3-5 ngày một tuần, dao động khoảng 20-45 phút một ngày. Rồi, để cải thiện sức khỏe tổng quát và cũng như là giảm cân đối với đối tượng này. Cái bệnh huyết áp này đang dần được trẻ hóa nên chúng ta cần phải hỏi khách hàng là có bị huyết áp không. Thường hồi xưa là người lớn tuổi mới bị, còn bây giờ do cái lối sống của mình, nhiều khi 40-50 đã bị, mà cái tuổi đó thì nhiều khi người ta nghĩ người ta vẫn còn gắng sức được chẳng hạn như vậy, thì chúng ta nên lưu ý. Rồi, tập luyện có thể kết hợp cả kháng lực và circuit training mà kiểu peripheral heart action, tức là một bài thân dưới bài thân trên kết hợp. Rồi, nhớ loại bỏ cái kỹ thuật Vasava giữ hơi mà thay vào đó điều hòa nhịp thở cho nó tốt để nó ổn định. Rồi, bài tập 8-10 bài, 10-20 rep. Thì nhìn số rep, nhìn volume này thì chúng ta biết là intent không cao ha. Rồi, ok, heart rate, kiểm soát heart rate. Rồi, đó là về cao huyết áp. Rising from six. Nên cho khách hàng thực hiện động tác from or lying position. Cẩn thận khi cho tập những cái bài tập từ vị trí ngồi hoặc nằm, bởi vì có thể gây đau đầu là dấu hiệu của tăng huyết áp. Rồi,
Đó là về cao huyết áp. Cao huyết áp. Mọi người có thắc mắc gì về cái bệnh lý này không? Cao huyết áp. Ok. Everything good? Anh ơi, nếu mà không hiện cái động tác Vasana kia kiểu như là nó sẽ khá là giống với gồng bụng đúng không ạ? Thì nếu như mà nếu như thế thì với những cái động tác mà đòi hỏi phải gồng bụng thì hay là mình tránh hẳn luôn ạ? Hay thế nào? Anh nghĩ là mình phải nên theo dõi cái người tập xem họ có bị đau đầu chóng mặt trong lúc họ đang gồng kho hay không. Thật ra cái Vasava kia nó là một cái gọi là kỹ thuật khó hơn so với raising core. Để thực hiện cái đó các bạn thử hình dung hít một hơi thật sâu vào, xong các bạn hả miệng ra nhưng mà ém hơi lại, các bạn thở ra nhưng mà nén hơi lại ở ngay cuống họng, chúng ta không thở ra được, thì đó là kỹ thuật Vasava ha. Hít vào thật sâu rồi ém hơi lại, ém ở ngay cái chỗ cuống họng chúng ta nè, bít cái đường khí quản lại, thì đây mới giữ được khí ở chỗ lòng phổi, cái chỗ này và ở cả phần bụng đó. Thì đây là kỹ thuật khó hơn, nên đối với người tập phổ thông á, theo anh nghĩ thì tập kho thì họ vẫn có thể tập được, tại vì tập kho mình chỉ tập trung vào phần dưới khoang bụng là chính. Thì với lại mình cũng sẽ phải thường xuyên theo dõi khách hàng xem họ có bị, nếu họ nói họ bị chóng mặt hay là khó thở hay là nhức đầu gì đó khi mà họ tập những bài tập mà liên quan đến kho, hoặc là với squat hay deadlift gì đó, thì mình nên giảm intent. Mà khi intent giảm thì tất nhiên tập kho để làm gì? Tập kho để cho thực hiện những bài tập nặng nó an toàn hơn, nhưng đối tượng này họ không tập nặng rồi thì kiểu có cũng tốt, mà không có thì chắc cũng ok, chứ không đến nỗi quá ảnh hưởng nhiều. Theo quan điểm anh là vậy. Vâng ạ. Ok. Rồi, tiếp theo là bệnh động mạch vành. Bệnh này khá tương tự với huyết áp về cái bệnh lý về giống như là khi bệnh mạch vành thì do lối sống dễ dẫn đến gì, để đọc xem. Dễ dẫn đến hình thành những cái mảng xơ vữa. Bạn các bạn có thể note cái từ này lại, khi mà các bạn coi những cái video về giải phẫu về bệnh lý á, gặp cái từ này rất nhiều. Đây là mảng xơ vữa. Đó, hình thành nên những mảng xơ vữa ở trong thành động mạch ở cơ tim á. Mà đặc biệt là động mạch của tim, nên sẽ dẫn đến nó bị hẹp lại cái động mạch tim và máu không đi được. Dẫn đến làm gì? Dẫn đến bị đau ngực. Đau ngực nè. Đau ngực vậy tại vì đó là vị trí của tim, và dẫn đến heart attack, đau tim, hoặc cả hai, hoặc cả hai luôn. Nguyên nhân dẫn đến bệnh động mạch vành thì nó một phần là do đây, ở đây là do lối sống không được lành mạnh. Thứ hai nè, nguyên nhân chủ yếu nữa nè, hút thuốc, rồi chế độ ăn cũng không lành mạnh và không hoạt động thể chất đó. Thì tất cả những nguyên nhân đều là gây tích tụ mỡ, tích tụ mảng xơ vữa ở tim. Ở đây người ta không đề cập nhiều đến về vấn đề bị lão hóa. Không có đề cập vấn đề lão hóa. Tức là nếu người lớn tuổi nhưng có duy trì thói quen sống tốt, ăn uống đầy đủ, không hút thuốc, không rượu chè gì hết, thì khả năng bị động mạch vành sẽ ít hơn so với những người kia. Khả năng họ vẫn có thể bị cao huyết áp, nhưng mà họ sẽ ít khả năng bị động mạch vành hơn. Vậy thôi. Rồi, nguy cơ dẫn đến những cái bệnh lý nghiêm trọng về tim mạch có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy nên tập ở cường độ thấp, low in exercise program. Rồi, trong một số trường hợp chúng ta begin fitness program. Đối với trường hợp mà khách hàng có một số trường hợp kiểu người ta bị bệnh lý nặng thì sau chúng họ chỉ được tập luyện sau khi được khuyến nghị của bác sĩ, tức là giống như là sau khi phẫu thuật tim chẳng hạn, thì họ phải được tập rehab cái tim trước nè, được tập rehab trước rồi mới tính đến chuyện fit tập luyện thể thao. Nói chung bị bệnh này, những bệnh này khá nguy hiểm nên cần có ý kiến bác sĩ, hoặc là chúng ta phải đề nghị họ đi tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tập luyện. Rồi, đây. Upper set limit of exercise. Ưu tiên tập những bài tập an toàn cho phần thân trên.
Heart rate never. Không có một cái công thức ước tính được nhịp tim cụ thể, mà chúng ta phải dựa vào dựa vào phản hồi của khách hàng, dựa vào lời khuyên của bác sĩ để biết, tại có thể từng cá nhân sẽ khác nhau. Có thể angina, angina là một cái bệnh lý về tim mạch, trạng thái là đau cơ ngực, đau ngực. Những người bị bệnh lý về huyết áp và tim mạch nên có một cái máy đo thường xuyên để theo dõi, hoặc là mấy cái đồng hồ thông minh gì đó đeo bên mình để thường xuyên kiểm tra những cái chỉ số về tim mạch và huyết áp. Nếu như bất kỳ một dấu hiệu nào xảy ra thì phải ngừng ngay, giảm hoặc ngừng ngay quá trình tập luyện. Một số còn có thể gọi là quan nghiêm trọng hơn, cần phải được cấp cứu. Rồi. Và ở đây chúng ta chỉ hai cái bệnh này, cao huyết áp và bệnh tim mạch đó, chủ yếu là phải thay đổi lối sống. Thì đối với khách hàng này mình nghĩ quan trọng là chúng ta phải làm việc tư tưởng trước cho nó rõ, là phải thay đổi thói quen. Bây giờ có đi tập xong rồi bây giờ quay về ở nhà lại duy trì cái thói quen như cũ đó, thì nó rất khó để mà cải thiện được. Nên thay đổi thói quen là cái ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó kiểm soát việc sử dụng thuốc. Understand. Nên người huấn luyện viên phải hiểu được vấn đề mà khách hàng, cái bệnh lý của khách hàng hoặc là các loại thuốc họ đang sử dụng. Rồi. Ở đây. Participate. Đây, ở đây người ta cũng nhấn mạnh là nên talk, là dạy cho họ biết. Bởi vì họ chỉ theo nghe theo lời của mình khi nào họ hiểu được vấn đề của họ. Chứ họ không hiểu mà họ mình chỉ kêu họ cứ tập đi. Hoặc là nói chung chung là tập đi cho nó giảm bớt, cho nó khỏe. Thì họ sẽ khó mà thay đổi được thói quen và làm theo được những cái yêu cầu của mình. Còn cái gì để nói ở đây? Động mạch vành tương đối thì nó sẽ khá giống với lại tập luyện cho người bị cao huyết áp. Đối với đánh giá tư thế thì cũng đánh giá theo những cái bài bình thường, single leg squat bình thường, squat bình thường. Ở đây có thử những cái bài test như là ngồi hoặc là đứng, tư thế ngồi, tư thế đứng xem. Rồi, cardio vẫn hoạt động ở stage 1.